Người phụ nữ này quả quyết rằng tấm ảnh vừa được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể chôn 13 liệt sĩ ở Đồng Nai là chồng của mình. Bà là Trần Thị Nga, 72 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên. Ngày 12 tháng 10 năm 2018, bà đã đến dự buổi hội thảo kết luận thông tin về khu vực mộ liệt sĩ được tìm thấy tại ấp 8, xã Bầu Cạn, huyện Long Thành vào ngày 9 tháng 9 năm 2018. Theo đó, chồng bà là An Văn Đỗ, sinh năm 1945, quê ở tỉnh Hưng Yên, hy sinh ở Đồng Nai, gia đình nhận giấy báo tử năm 1973. Cách đây hơn 50 năm, sau khi cưới được khoảng 20 ngày, bà và chồng chụp chung một tấm ảnh để kỷ niệm. Tấm ảnh này được chồng bà bỏ vào ví mang theo bên mình. Bà Nga cho biết, suốt hàng chục năm qua, bà và người thân trong gia đình đã nhiều lần về Đồng Nai tìm hài cốt của chồng, nhưng không có kết quả. Không phải hình cưới, mà cưới xong này là đi vào thì xã Nguyên, hai vợ chồng chụp một mỗi ảnh thôi. Bây giờ nó nghèo làm gì có gì em. Cưới là chả có cục ảnh gì kìa. Cưới làm gì có cỗ bản như bây giờ. Cô nhận nó ngay. Rồi 1 giờ đêm con cô nhận nó ngay. Và cái ảnh là giống con gái cô như đúc. Em gái thì anh ta nó đúng thì cô sẽ mang xuống Hồ Bắc. Còn bây giờ mà không xác định được nát hết cả ra thì ảnh chôn cái hố 13 người thì thỉnh thoảng nhà cô có chung cư người thắp hương tất cả 13 người. Trong đó có chú ở trong ấy thì cũng còn hơn không. Như truyền hình báo Thanh Niên đã đưa tin, vào chiều tối 9 tháng 9 năm 2018, gia đình ông Nguyễn Văn Kính ở ấp 8, xã Bầu Cạn, huyện Long Thành, trong lúc đào hố làm hầm bioga thì phát hiện hài cốt nên đã báo chính quyền địa phương. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 13 bộ hài cốt cùng rất nhiều di vật, đặc biệt là 11 chiếc ví còn đựng một số tấm ảnh.